sao review. Đây là chỗ tôi này đang ngồi ở ăn quán, mà trong quán nó ngồi chơi chẳng phải là chủ tịch Hồ Tiến Văn đang học lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8. Ngủ dậy là có cái iPad bên cạnh này, chơi Free Fire. Đấy, chủ tịch đang chơi. Cậu thì đang xem, đang cày tiêu thì đang tốt. Còn cháu thì đang ngồi cày game. Cậu thấy hay để chia sẻ và like, chia sẻ subscribe bên cạnh nha. Bên cạnh nha. Bye bye đèn thái quê tôi. Đây là kênh của tôi này. Xin chào tất cả các bà con. Yeah. Review nhà tôi luôn. Đây là cây có nhà tôi. Tôi chỉ 2 tầng thôi các bạn ạ. Xây từ năm 2004, các bạn nhìn thấy rõ 2004 rồi. Đây, các bạn nhìn thấy rõ 2004 chưa ạ? Tôi xây từ 2004 nhé. Thời điểm bây giờ là 15 năm rồi. Tôi chỉ có cái quán nhỏ nhỏ à, gọi là nhập xu một hàng kiếm lấy vài đồng để nuôi đúc mấy cái đỏ một thôi. Tôi mở quán khoảng 4 bé chưa có mấy. Anh chị em nào có tiền nhiều cho mình về ít nha. Ok à, các bác ủng hộ mình nhiều nhiều vô nhớ like và subscribe, chia sẻ. Đây là chủ tịch của Hồ Tiến Văn. Chủ tịch kiểu đang chơi game trên iPad cực kỳ to, chỗ mình bàn to chơi game này cũng kích thích rồi, không chê được là đẹp gì luôn. Các bạn thấy clip này hay thì nhớ like và subscribe và nút chuông bên cạnh nhá. Hello, bye bye, chào cả nhà. Hẹn gặp lại nhé. Ok.